Thuyết về núi Cấm Rỗng, trong đó có đền đài cung điện, tất cả bàn ghế đều bằng xà cừ và mã não, con người trong đó sống thiện lành và có tuổi thọ rất là cao cũng như không bao giờ chết. Nói về thuyết gọi là trái đất rỗng có mặt trên tất cả các nền văn hóa trên thế giới. Nếu nói về Phật giáo đó là thế giới của Shambhala, nếu nói về Ấn giáo là Patala và nếu nói về Kitô giáo gọi là Agatha. Và đền đài cung điện có thật trong lòng núi Cấm hay không? Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cũng như là cách để đi vào trong miền đất tịnh độ đó, không phải bên trên mà là ở dưới. Cách đây mấy ngày thì Quang có làm clip về ông Năm Chèo miền Tây, nhưng theo một góc nhìn mới, theo một chiều hướng mới của Thất Sơ Màu Nhiệm. Thì hôm nay Quang lại có cơ hội ngồi tại đây để phân tích, để chia sẻ, để nói lên một tiếng nói khác nữa về thuyết núi Cấm Rỗng và bên trong nó có thật sự là có đền đài cung điện hay không, và nó có liên quan mật thiết gì với những nền văn hóa, nền văn minh khác của thế giới. Cho nên khi mà Quang phát hiện cái điều này á, Quang thấy nó hay làm sao á. Nó giống như là tìm được một cái kho báu vĩ đại nhất của cuộc đời mình vậy. Quang á thì có 5 năm lăn lộn trong chốn đạo trường. Tức là Quang là người cũng đi khám phá khắp nơi của nước Việt Nam để tìm kiếm những cái điều màu nhiệm. Tại vì mình còn tò mò mà. Thì trong đó có Thất Sơn là một vùng đất nổi tiếng với những câu chuyện linh thiêng. Thì các bạn biết không, mình á là người đã đi hơn 20 hang động lớn nhỏ của Thất Sơn nè, tìm gặp được rất là nhiều vị lớn tuổi như các ông các bà kể về trong lòng núi Cấm có gì, thậm chí là nói về cái sự màu nhiệm của năm ông thẻ, rồi câu chuyện gần đây nhất là ông Năm Chèo, hay là theo dấu chân của các vị tổ thầy miền Tây, trong đó có Thất Sơn nè, thậm chí qua cả núi Tà Lơn nữa. Cho nên Quang nghĩ mình cũng có đủ những cái dữ liệu, những cái tài liệu, những cái ghi chép, đồng thời có một cái công trình nhỏ nhỏ để nghiên cứu, để nói ra được những cái sự thật này. Thì mong là cái thước phim này mang lại nhiều cái điều thú vị cho Quang lẫn các bạn nữa. Các bạn biết không, các bạn hãy hiểu là Quang là người tập hợp, rồi Quang nói ra những gì mà Quang thấy, Quang biết ở khía cạnh bản thân Quang. Chứ Quang không có muốn đụng chạm tới bất cứ cái điều gì hay là góc đạo nào. Cho nên những gì Quang nói á, thì tất cả đều có nhân quả mà, đúng không? Cho nên là mong các vị tổ thầy minh chứng cho con, mong các vị sơn thần của năm non bảy núi minh chứng cho con để con làm thước phim thật đẹp của ngày hôm nay. Quang á, thì cũng có hay nói là nước Việt Nam của chúng ta rất là hay ha, rất là thích về cái tư duy số lẻ, chẳng hạn như 1, 3, 5, 7, 9. Thì nói về Thất Sơn là số 7 rồi, thì lúc trước Quang cũng chưa nói lên là núi Cấm còn có năm non nữa. Năm non là năm cái đỉnh cao nhất của núi Cấm, và núi Cấm là một trong những nóc nhà của miền Tây. Và năm non nó gồm là năm cái vồ, gọi là vồ Bồ Hông nè, vồ Đầu nè, vồ Bà nè, vồ Ông Bướm nè, và cuối cùng là vồ Thiên Tế. Và tại nơi đây xuất hiện một truyền thuyết rất là hay, đó chính là thuyết núi Cấm Rỗng, trong đó tồn tại là cung vàng điện ngọc. Sau khi Minh Vương xuất thế thì núi Cấm nổ ra và tập hợp 18 nước chư hầu đi lại nơi đây. Và nơi đó toàn xuất hiện những người hiền lương, tu tập, xinh đẹp, nói những lời ái ngữ. Nơi đó tất cả đều bằng vàng rồng, giống như hồi nãy con có chia sẻ. Thì ai là dân Hòa Hảo, ai là dân của đạo thầy và ai là dân miền Tây, giơ tay lên thì ai cũng biết, đúng không? Già quen á, thì may mắn đã từng gặp được một ông lão. Và ông lão này đã từng là người chứng kiến và đi vào trong lòng núi Cấm. Thôi thì chúng ta xem lại một đoạn của ông Hai kể về trong lòng núi Cấm có gì nhé. Ông thẻ trung ương này học lần đó là chín ngự và ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, yeah. Một miền ba ngự là, yeah, là ba miền là chín ngự. Yeah. Yeah. Xuống dưới thì ai muốn học bên nào học, bên văn, bên võ.
Là ở đây là văn võ là nằm ở dưới đây luôn. Dạ. Ở dưới bên văn bên võ, ai muốn học bên nào học. Dạ. Như là cái ở đây thì con thấy có một cái tảng đá rất là to. Ở đây nè, một tảng đá đây rất là to. Đây là cái miệng hang thì làm sao mà ông xuống được dưới đây? Xuống dưới có cửa mở đá, cửa đá mở ra. Là ở đây là cái cửa đá mở ra đi xuống dưới đây. Là cửa đá chư thần mở dẹt ra trống lỏng, cũng như cửa lá sách của mình. Dạ. Như vậy ha. Như vậy là khi mà mở ra là cái cửa là ông đây ông thấy hết toàn bộ cái hành trình mà cái cửa mở ra như vậy. Mở ra rồi ai muốn học bên nào học. Dạ. Là xuống văn, dưới. Bên văn bên võ. Dạ. Đó. Mà xuống dưới thì người ta lên người ta có kể cho nội nghe không? Là không có. Không bởi có. Bởi vì mấy người đó ở miền Bắc miền Trung vô học rồi tới trường mấy ông thật lợi thì mình đâu có ở đây. Dạ. Yeah. Khi bạn xem video của ông Hai á thì bạn thấy tin không? Nói thiệt đi, tin không? Riêng qua là quan tin nha. Khẳng định một lần quan tin ông Hai nha. Nhưng mà tất cả những gì mà ông Hai kể lại á thì chỉ có ông Hai thấy mà thôi. Riêng Quang và các bạn chỉ nghe kể lại. Nhưng vì ông Hai là một bậc trưởng bối cho nên mình tin vào những lời nói chân thật của ông Hai. Cho nên khi mà Quang hiểu ra, ủa, những gì mà Quang đã trải qua suốt 5 năm đi tìm những cái vùng đất linh thiêng, rồi đi chui hang nè, rồi gặp bao nhiêu câu chuyện như vậy á, vậy mình có thấy không? Bản thân mình với cái xác phàm này nè, với cái sự tu tập này nè, đi hoài trong núi cấm á, có gặp gì đâu. Cho nên khi đó Quang nói, ủa trời đất ơi, rồi chừng nào mới đi được vào trong lòng núi cấm. Và khi đó Quang thấy bên trong lòng của mình á có một cái luồng sáng nào đó rất là mạnh mẽ, và luồng sáng đó giúp Quang thấy được sự thật. Hầu như tất cả chúng ta là những người từng nghe qua kinh sấm, được kể là những câu chuyện bên trong lòng núi cấm. Mà các bạn dám chắc với Quang không? 1 triệu người xem, 1 triệu người nghe thì có chắc là 1 triệu người đã thấy điều đó không? Hay là chỉ có một số người ít ỏi và hiếm khi để thấy những cái điều đó? Thì khi đó thì Quang mới nhận ra được có vài trường hợp. Thứ nhất là khi đi vào trong lòng núi cấm, đầu tiên là chúng ta thấy trong vô vi, mà vô vi á thì không phải ai cũng đi được. Đó là trường hợp 1. Cái trường hợp 2 con thấy là đôi khi chúng ta đọc học, đôi khi chúng ta được nghe kể nhiều quá nên trong cái hành trình thiền định hay là tu tập á, họ bị quán tưởng, họ bị phản chiếu lên những gì mà họ đã tưởng tượng ra là muốn đi vào trong cái cõi giới đó, thì họ bắt đầu tưởng đó là sự thật. Thật ra đó chỉ là cái ảo ảnh và cái tưởng tượng của mình mà thôi. Và cái trường hợp 3 á, đối với Quang là có những người nói là Quang ơi, anh á là từng đi bằng cái thân xác này nè xuống trong lòng núi cấm luôn. Cái Quang hỏi, vậy anh kể cho em nghe ở trong đó có gì và điều gì chứng minh những câu nói anh nói là thật? Không em ơi, đây là thiên cơ bất khả lậu, cho nên khi mà nói ra thì nó không hay lắm đâu. Ủa, là sao? Tức là đã đi trong lòng núi cấm phải biết được cái cách làm sao để mô tả nó. Nếu mà mình không nói ra được thì có thể là mình có nói đúng sự thật hay không, hay là mình đang huyễn hoặc, hay là mình đang cố tình mình nói ra là mình có sứ mệnh, mình có được một cái duyên với ơn trên, mình đi được. Không ai chứng minh được cái điều mà bạn đi bằng cái thân xác này xuống dưới đó. Nó không có tin được. Cái trường hợp thứ tư á, thì các bạn để là bình luận cho Quang đi. Quang tin là tất cả những người xem Ngôi Nhà Quang Châu đều là những người có một trí tuệ, là những người có cái thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về Phật học. Cho nên Quang nghĩ là cái trường hợp thứ tư Quang dành cho các bạn đó. Hãy để là bình luận nha. Chốt lại vậy nè. Những gì mà chúng ta thấy rồi mới tin, và đôi khi những gì chúng ta tin rồi mới thấy nó thuộc về một cái phạm trù khác nữa. Tuy nhiên á, trong cái thế giới hữu hình này á, tất cả đều chứng minh bằng cái thể vật chất. Đôi khi cái sự thật á, trước mắt chúng ta thấy như vậy đó, chưa phải là như vậy đâu.
Còn nếu bạn có duyên trong vô vi, bạn có duyên trong trong hành trình tâm linh, cũng như có duyên với các chư vị á, thì chắc chắn thì các vị sẽ cho các bạn thấy. Nhưng mà khi các bạn thấy rồi, chỉ một mình bạn biết thôi, làm sao bạn kể cho người khác nghe được, vì người đó có thấy đâu. Cho nên là nước nóng hay là nước nó lạnh như thế nào chỉ có bạn biết hoặc là Quang biết thôi. Cho nên đôi lúc á, Quang cảm giác là cái gì mà mình nói bằng cái sự hiện hữu, bằng cái chứng minh là học quẹt rồi có cái học quẹt nè, con rắn nó quay được con rắn nè, con cá quay được con cá nè, còn những chuyện mà nó không thể quay được, không thể nói được thì đương nhiên mình phải phân tích một cách nào đó cho nó khéo léo. Cho nên đây á, thì Quang nói cho các bạn hiểu là đôi khi người ta kể lại mình, mình đọc một cái gì đó trong sách, mình nói lại cái gì đó mà mình nghe theo ý họ và mình tin tưởng ở một cách tuyệt đối á, thì không phải vậy đâu. Cái đó là ăn theo, chứ không phải cái đó bằng một cái chánh kiến, chánh tư duy hay là chánh pháp. Mình phải là cái người thấy được điều đó mình mới nói được. Giống như Quang, cái gì Quang cảm giác, Quang thấy được, Quang mới nói được. Cho nên Quang bắt đầu vào một cái công trình để nghiên cứu, một cái công trình mà Quang cảm giác nó hay thì Quang chia sẻ ra. Thì đó là lý do này Quang làm một cái thức phim của ngày hôm nay. Thật ra thì trên các nền văn minh của thế giới đều có một cái sự đan xen văn hóa rất là rõ rệt, từ phương Đông cho tới phương Tây, từ các thần linh của phương Tây lẫn cái thần linh của phương Đông đều va chạm, mượn lấy nhau, kết nối và phát triển. Cho nên nó tạo thành một cái sự đa dạng trong những nền văn hóa thuộc về các quốc gia. Riêng cái phương Đông nó cũng có ảnh hưởng của Ấn Độ cổ, Trung Quốc cổ, Lào cổ, Campuchia cổ, Thái Lan cổ, Sri Lanka cổ và đất nước Việt Nam cổ xưa. Cho nên là khi mà Quang tìm hiểu, Quang thấy con người ta từ xa xưa cho tới ngày hôm nay luôn muốn hướng tới một cái điều gì đó của cái sự hy vọng. Ông bà ta xưa cũng có những cái sự khó khăn, khổ cực và mong muốn có một cái thế giới thật là đẹp đẽ, thật là phúc hậu, thật là an lạc để họ có thể sống trong cái cõi giới đó. Thì đó một cái sự hy vọng và luôn luôn có một cái đấng minh quân để xuất thế, để chúng ta có một cái phao cứu sinh để bám vào đó, một cái vị Phật sinh ra để chúng ta nương tựa vào đó. Thì nói về cái thuyết núi cấm rỗng á, thì chúng ta thấy rõ rệt là nó cũng có cái sự đan xen văn hóa giữa cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hay còn gọi là Himalaya kéo dài tới đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì trong đó nó có ba cái mà Quang hồi nãy qua có nói á. Đối với Ấn Độ giáo thì gọi là Patala, đối với văn hóa của Tây Tạng hay gọi là Mặt Thừa thì gọi là Shambhala, còn đối với Kitô giáo hay là phương Tây á, nhưng mà ngày nay á, các bạn trẻ hay gọi là khoa học tâm linh á, gọi là Agatha. Vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thuyết trái đất rỗng. Quang sẽ đưa các bạn đi khắp nơi trên thế giới và rồi trở về đất nước Việt Nam. Hình chữ S xinh đẹp. Đầu tiên chúng ta đến với đất nước Ấn Độ cổ đại, đi vào một cái thế giới gọi là Patala, một thế giới dưới lòng đất rất là đẹp trong đạo Hindu giáo. Và nói thêm để các bạn hiểu nha, thì thành phố Patala, thành phố Agatha hay là Shambhala, đây là một thành phố huyền thoại được cho là nằm trong lõi của trái đất. Nó liên quan đến niềm tin vào một trái đất rỗng và là một chủ đề phổ biến trong chủ nghĩa bí truyền. Trong vũ trụ học của Hindu giáo nha, vũ trụ được chia thành ba thế giới: Shivara tức là thiên đàng, Rishi hoặc Matia tức là mặt đất, và còn lại là Patala tức là thế giới ngầm. Và Patala đó chính là nơi ở của thằng rắn Naga. Cho nên nha, người Hindu tin rằng dưới lòng đất có một cõi thấp nhất và chứa đựng đầy đủ vàng ngọc châu báu phát sáng, và con người ở đó sống sung sướng vô tư. Có cả người rắn Naga canh giữ kho báu bất khả xâm phạm. Chính Patala còn gọi là Loko Naga. Và các bạn cứ liên tưởng á, trong lòng núi cấm á, các tổ thầy hay mô tả là dưới lòng của núi cấm có rất là nhiều ông rắn hổ mây khổng lồ để bảo vệ cái kho báu tại nơi đây, y chang không? Và Quang cũng có từng đến một cái địa điểm rất là hay là nơi thờ thằng rắn Naga ở Sri Lanka, và nơi đó có một cái tộc gọi là tộc Naga luôn. Và bây giờ Quang sẽ đưa các bạn đến một quốc đảo xinh đẹp hình giọt lệ, đất nước Tích Lan. Trong sách sử người ta gọi đây là vị vua rồng, nhưng mà khi Quang đến đây Quang cảm giác một cái luồng năng lượng rất là
Đến với Quan á, thì Quan nhìn tổng thể cái khu đền này, đây là đức vua của thần gắn Naga, rất là quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của bên Phật Pháp, đặc biệt là bên Theravada. Chẳng hạn như người Thái Lan nè, người Myanmar nè, Sri Lanka nè, Ấn Độ đều thờ thần gắn Naga, là một vị hộ pháp rất là lớn đối với Phật Pháp. Thì các bạn xem nha, đây là hình dáng của ngài, một bức tượng rất là lâu đời, từ 2.500 năm trước tới bây giờ luôn nè, thần gắn Naga nhé. Đây là ngôi đền thờ ông tại Sri Lanka nè, nhìn cái kiến trúc văn hóa không, thì đây có lẽ là vợ ông, phía trên đây cũng là đầu gắn luôn nè, cầm hoa này ha. Tiếp theo bên đây cũng là một vị nữa, đây cả nhà thấy không, và phía trên nè họ trang trí theo văn hóa của bên Hindu giáo, một phần của Hindu giáo. Khi mà bước vào đây thì chúng ta thấy một cái nguồn năng lượng cũng như là một cái từ trường rất là mạnh của ngài luôn. Và đây là hai người bạn của mình đang kết nối, và Quan mong là cái video này cũng rất là không thể tưởng tượng cảm xúc của Quan hiện tại, Quan không còn cái ngôn ngữ để nói luôn. Quan đi tìm ông rất là lâu rồi, 2 năm tới 3 năm nay, thì đây là cái nơi chính thức thờ thần gắn Naga, một đức vua vĩ đại hộ pháp của Phật Pháp. Theo Ấn Độ giáo hay còn gọi là Hindu giáo á, thì Patala còn có nghĩa là ở dưới chân, tức là nằm sâu dưới lòng đất, hay còn gọi là sâu dưới lớp của trái đất. Và đó là thế giới ngầm hoặc là Netherworld. Patala được mô tả là đẹp hơn cả Swarga, tức là nói về thiên đàng á cả nhà. Và chính thần Vishnu Purana kể và mô tả nó như thế này nè: là một nơi chứa đầy đồ trang sức lộng lẫy, những lùm cây và hồ nước xinh đẹp, và những thiếu nữ quỷ đáng yêu, hương thơm ngọt ngào trong không khí và được kết hợp với âm nhạc ngọt ngào. Đất ở nơi đây có màu trắng, đen, tím, cát, vàng, đá và vàng. Và Patala được mô tả là nơi đây nước hoàn toàn là nước ngọt, không có nước mặn đâu nha. Cuộc sống ở đây á, là thú vui, giàu có và sang trọng, không có sự túng quẫn nè. Kiến trúc sư quỷ Manja đã xây dựng cung điện, đền thờ, nhà ở, sân và khách sạn cho người nước ngoài bằng đồ trang sức. Vẻ đẹp tự nhiên của Patala được cho là vượt qua cả Swarga, tức là thiên đàng. Tuy ở dưới lòng đất á, là nó không có ánh sáng, nhưng mà bóng tối được tiêu tan bởi những vòng trang sức của những người đeo ở đó. Và đền đài cung điện tại nơi đó cũng chiếu sáng khắp mọi nơi, nơi đó không có mồ hôi và bệnh tật. Không những thế nha, thần Vishnu Purana nói rằng bảy cõi của Patala được đặt tên từ cao nhất đến thấp nhất như Atala, Vitala, Natala, Grabhatimas, Mahatala, Sutala và cuối cùng là Patala. Patala là cõi thấp nhất và là vùng đất hiện thân của thần gắn Naga. Ở đây á, có một số thần gắn Naga với nhiều chiếc mũ chùm đầu. Mỗi chiếc mũ chùm đầu á, của họ á, đều được trang trí bởi một số viên ngọc lấp lánh, và ánh sáng của nó á, chiếu sáng từ cõi này qua các cõi khác nhau của Patala. Và khi mà nói tới đây á, Quan thấy nó có gắn liền với những người trong Phật giáo. Tức là khi mà Quan đến Bồ Đề Đạo Tràng á, tức là nơi đó có một cái sự tích là thần gắn Naga hiện lên để che chở Đức Thế Tôn trong một cái cơn lũ và một cơn bão rất là lớn. Thì thôi bây giờ Quan đưa các bạn đến một con sông đó. Và chính bản thân Quan cũng không tin á, là một ngày Quan có cơ hội đi đến đó để thấy được cái nơi mà thần gắn Naga hiện thân để che chở Đức Thế Tôn. Thôi thì chúng ta đi nha. Theo truyền thuyết và theo kinh tạng để lại, cái tuần thức thứ 6 này là nơi Đức Phật đã ngồi thuyền. Nơi này gọi là Muchalinda, hồ Muchalinda đó. Ngày xưa đây là một cái suối, thì Đức Phật đã ngồi thiền ở đây ở tuần thứ 6, và khi đó có một cái cơn mưa rất là lớn, và khi một cơn mưa thì đất đây nó trũng, mà nó là cái suối, thì nước nó sẽ ngập lên, và lúc đó gắn thần Naga, nắng gần gắn thần Naga đã lên và đã quấn và nâng Đức Phật lên để né đi cái dòng nước đó, và phùng men ra để che mưa cho Đức Phật. Và cho nên chính vì cái điều này và nơi đây cực kỳ linh thiêng. Tết King nè, đây là gọi là King, tức là lớn to vĩ đại như vua của các loài rắn. Thì trong cái văn hóa của bên, đặc biệt là Nam Tông hay là bên Mặt Thừa, thì
Rắn Naga, thần rắn Naga là một trong những vị hộ pháp lớn của Đức Phật. Tại vì giống như sư vừa kể đó, thì ngày xưa một cái cơn bão rất là lớn xuống đây và thần rắn Naga ôm trọn, và chúng ta có thấy là thần rắn Naga 9 đầu, 7 đầu, 5 đầu, thì đây Naga là một đầu để bao bọc thùng cái mang ra để bảo vệ cũng như là che chở cho Đức Phật, hoằng dương cho Đức Phật, giúp Đức Phật đây giống như một ngày đại toàn giác như ngày hôm nay. Một câu chuyện khác nữa kể rằng á, thì rắn Naga chính là một vị hộ pháp canh giữ viên ngọc của mọi điều ước, và câu chuyện kể về sự tích 7 ngày tu đầu tiên của Đức Thế Tôn. Trong thời gian tu khổ hạnh á, dưới gốc bồ đề thì mưa gió nổi lên, nước dâng cao ngập cả chỗ thiền, và có một vị vua rắn tên là thần rắn Naga liền bò ra khỏi nơi trú ẩn của mình, lấy thân cuốn thành 7 vòng tròn như bảo tọa cho Phật ngồi nhập định khỏi bị ngập nước, và vươn cao 7 chiếc đầu phình to ra tạo thành tán để che chở cho Đức Thế Tôn. Và nhắc tới Phật giáo thì chúng ta không thể nào bỏ sót được đỉnh Himalaya và Tây Tạng. Và trong thế giới của Kim Cang Thừa thì cái vùng đất gọi là sâu ở dưới lòng đất, gọi là thuyết trái đất rỗng thì gọi là Shambhala. Và theo tín ngưỡng tại nơi đây thì Shambhala được canh giữ bởi những vị thần linh với sức mạnh siêu nhiên. Một số người nói là đã nhìn thấy những vị thần linh này. Một số người tìm kiếm Shambhala được cho là đã bỏ mạng khi phát hiện ra vương quốc này. Tuy nhiên vẫn có một số người tìm thấy và chọn ở lại Shambhala, tách ra khỏi phần còn lại của thế giới. Huyền thoại về Shambhala có thể tìm thấy trong những giáo lý của Mật Tông Kalachara, nghĩa là những chu kỳ thời gian. Đây là một pháp tu của Mật Thừa. Nó là miền đất của tịnh độ, với thành phố tròn tựa như một bông sen, tồn tại trong một không gian giữa vật chất và tinh thần. Thủ phủ của Shambhala là Kalapa, nằm ở trung tâm vương quốc, nơi mà minh vương của thế giới tọa lạc trên ngai vàng của mình. Thì nói tới đây thì Quang liên tưởng tới Mạng Đà La của Mật Thừa, mô tả chi tiết về thế giới dưới lòng đất, hay còn gọi là Shambhala. Và một trong những vị gọi là đứng đầu trong Phật giáo Mật Thừa còn tại thế hiện nay, tức là Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, có nói rằng những người có tâm hồn lương thiện và trong sáng, thanh khiết sẽ ở được thế giới của Shambhala. Ngài nói rằng mặc dầu những người có mối quan hệ đặc biệt thực sự có thể đến đó và thông qua mối liên hệ nghiệp quả của họ, tuy nhiên nha, đó không phải là một nơi mà chúng ta có thể thật sự tìm thấy. Và chúng ta có thể nói rằng thì đây là một thế giới thực sự đẹp trong cõi người, hay còn gọi là cõi tịnh độ. Và những người thật sự có tu tập, có đức hạnh, có công với đất và trời thì có thể đến được nơi đây. Thì đó là những gì mô tả của Shambhala và được các vị Lạt Ma nói đến. Và cho đến gần đây nơi kỳ lạ dưới lòng đất này được biết đến là thành phố dưới lòng đất có tên là Agartha theo Kitô giáo được nhiều người tin rằng là một tên gọi khác của chốn thần bí Shambhala. Đây là một địa danh của những kỳ quan công nghệ tiên tiến, nơi ở của các cao tăng, nhà khoa học, siêu nhân và có sức mạnh cực kỳ kinh ngạc. Tuy nhiên, một số người không cho rằng Shambhala và Agartha là một. Theo đó, thế giới của Agartha dưới lòng đất rất là rộng và Shambhala được cho là thủ đô của Agartha. Mặc dầu dường như nó có kiến trúc thuần phương Tây, người ta còn tiết lộ thêm cánh cổng mà dẫn tới thế giới của Shambhala, Atala hay là Agartha, nó nằm ở cực Bắc và cực Nam, hay là một số hang động hình tổ chim nằm ở khắp nơi trên thế giới này, đặc biệt là những hang động ở các vùng núi lớn. Và trong đó có Việt Nam. Còn một số người tin rằng nha, có thể Shambhala hay Agartha là một dạng của nền văn minh thừa hưởng của tàn tích Atlantic. Ocean Doski 1876-1945, và ông là người nghiên cứu trong cái hành trình mà từ hồi nãy giờ Quang chia sẻ. Thì tiếp tục nha, ông nói rằng người dân của nền văn minh này nắm giữ sức mạnh to lớn, nếu bị khiêu khích họ có thể cho nổ tung toàn bộ bề mặt của hành tinh loài người và biến nó thành sa mạc.
nhiều văn bản cổ viết rằng á, Shambhala đề cập nó như là một nơi mà một ngày nào đó sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng giữa bóng tối và ánh sáng luôn. Lúc đó thì ánh sáng sẽ chiếm ưu thế và mở ra cái thời kỳ hoàng kim của cái lòng nhân từ, sự bao dung và giác ngộ trên khắp thế giới và vũ trụ. Một phiên bản khác nữa là vào một lúc nào đó, thế giới sẽ bị hủy diệt bởi trận đại hồng thủy và bạo lực khủng khiếp, chỉ có Shambhala còn tồn tại. Sau đó, tại đây sẽ xuất hiện một vị vua khai sáng thế giới một lần nữa. Mà nói tới đây thì cả nhà thấy giống giống gì không? Ba tiếng sấm nổ ra thì núi cấm sẽ bùm và đền đài cung điện sẽ được đưa lên. Minh Vương sẽ xuất thế và đồng thời thì tất cả những người sống tại thế giới đó đều là những người thiện lành, đều là những người ăn ngay nói thẳng, đều là những người nhân từ và là những người có cái tần số rung động cao và giác ngộ. Thì y chang vậy luôn á. Tất cả những nét văn hóa từ Himalaya, tức là từ Ấn Độ giáo nè, cho tới Mật Thừa và cho tới cả Kitô giáo của phương Tây, cho đến cả Việt Nam, thậm chí cả những khu vực như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Nhật Bản đều có chung một cái nền văn minh tương tự giống như vậy. Nói về một minh vương trong tương lai sẽ mang một sứ mệnh lớn để giúp cho một cái thế giới nó tươi đẹp hơn. Tuy nhiên á, liệu những quyền bí, màu nhiệm và linh thiêng về một thế giới vĩ đại là Shambhala có thật hay không? Và những lời tiên tri về một thế giới dưới lòng đất hay còn gọi là thuyết trái đất rỗng á, chừng nào mới lý giải? Năm 1983, Dairi Aka, một thanh niên người Mỹ, bỗng trở nên nổi tiếng vì đã kết nối được với thực thể ánh sáng ngoài trái đất và cung cấp nhiều thông tin cũng như lời giải đáp mọi thắc mắc của con người về khoa học tâm linh và cả những bí mật tổ chức ngầm đang vận hành và kiểm soát hành tinh này, tức là trái đất. Sau vài lần va chạm thấy UFO thì Aka đã tự tìm hiểu các vấn đề siêu hình, tâm linh, khoa học để lý giải cái mà anh ta đang gặp phải. Và sau một thời gian khi tâm linh của anh đã nâng cao và anh đã kết nối được với thực thể ánh sáng với chiều kích 5D, tức là nói về vô vi á cả nhà, thì những thực thể này họ không dùng tên gọi như con người, nhưng vì để kết nối thực thể này đã lấy tên là Baha để giao tiếp với mọi người. Trong một lần trò chuyện, có một người hỏi rằng có phải trong lòng đất tồn tại một nền văn minh phát triển không? Thì Basha nói, cách nói này vừa đúng lại vừa không, vừa có lại cũng không có. Bởi vì con người trái đất lấy vật chất làm tiêu chuẩn, họ xem nó như một thế giới vật chất thật sự. Thật ra bên trong trái đất không phải là một không gian rỗng, nền văn minh vật chất. Cách nói chính xác hơn nghĩa là bên trong trái đất có một chiều kích, chiều không gian khác. Nếu mà rung động của chúng ta tương đồng với chiều không gian đó thì sẽ thấy được thế giới đang hiện hữu trong đó. Và nền văn minh ấy rất phát triển hơn chúng ta rất là nhiều luôn. Khi mà tần số rung động của con người nâng cao tương ưng được với chiều kích cõi giới kia thì chúng ta mới có thể hòa nhập và chung sống với những con người và động vật ở cõi giới ấy. Ôi giời ơi, khi mà tìm hiểu tới đây con thấy ôi sao mình dễ thương quá đi. Nói thiệt là Quang thấy hay quá. Khi mà tìm hiểu ra ngoài thế giới, Quang thấy ôi tuyệt vời quá. Các tổ thầy, các vị cha ông, các người xưa, các người cổ cho chúng ta rất là nhiều cái thông tin, cho chúng ta rất là nhiều cái nền văn minh để cho bây giờ Quang được ngồi đây để tìm hiểu lại và vạch ra những thứ tạm gọi là ánh sáng cho chính bản thân mình. Quang mong những cái video này sẽ được lan tỏa bởi các bạn. Thì các bạn càng đang tỏ thì người ta càng hướng tới cái điều thiện lành, càng hướng tới cái việc tu tập. Vì nó quá thực tế, nó là khoa học tâm linh mà. Nó là những gì mà tất cả các vị Phật, tất cả các vị tổ thầy đều nói đến. Thì đó là một thế giới gọi là cõi tịnh độ của mặt đất. Quay lại câu chuyện thất sơn màu nhiệm, thì nếu ở phương Tây á, gọi là chiều kích 5D, 6D, 12D á, thì ở các nước phương Đông á, gọi là vô vi chẳng hạn. Còn nói về tần số rung động, về khoa học tâm linh thì ở người Việt Nam mình hay là các trong gốc đạo hay còn gọi là căn cơ, đúng rồi. Đã quay về câu chuyện thất sơn thì chúng ta quay thêm một vòng nữa tới ông Năm Chèo. Nói về ông Năm Chèo cũng vậy mà. Thì nói về ông Năm Chèo có cũng được mà không có cũng được. Vì sao?
có ở đây là trong vô vi, những người có vô vi, những người có từ bên trong, tức là gọi là tất cả mọi thứ do tâm chúng ta tạo ra, chúng ta tin là sẽ có. Và chắc chắn rằng ông Năm Chèo ở trong tâm các bạn, trong tâm trái tim của các bạn, chứ ông không hiện hữu ở cái cồn hay là ở trong hòm nao đâu. Quân tin là như vậy. Các vị tổ thầy muốn chúng ta tu tập, muốn chúng ta hướng thiên hướng thiện, muốn chúng ta làm những điều phải để vượt qua cái khổ của cảnh trần gian này, chứ không phải là sợ ông rồi e dè trước ông và tin ông đang ở đó chờ chúng ta để ăn thịt chúng ta. Không phải như vậy. Có là có ở trong vô vi và trong trái tim của các bạn. Còn không có là trên cái thể vật chất này không bao giờ hiện hữu, giống như Quang đã từng làm video đó. Sẵn đây Quang chia sẻ thêm tí nữa, cũng giống như là hình tượng của các vị mẫu. Trong đó có năm mẹ ngũ hành dạng ban, trong đó có mẹ Diêu Trì Phật Mẫu, trong đó có bà Chúa Xứ, bà Đen, bà Rá, vân vân. Thì các bà đó tạm gọi là có cũng không phải, mà không có cũng không phải. Tại vì các vị nằm trong tầng vô vi mà, gọi là văn hóa tín ngưỡng mà. Tức là trong tâm các bạn tin tưởng các mẹ, các vị, thì các bạn thờ là cái niềm tin các bạn đặt vào một cái đấng vô vi của các bạn. Còn hiện hữu thì hồi đó giờ chúng ta có thấy các ngài hiện diện hay là thể hiện bằng cơ thể vật chất chưa? Chẳng hạn như trong đạo Phật thì có ngài Thích Ca Mâu Ni là có thật. Trong đạo Bủ Sơn Kỳ Hương có Đức Phật Thầy Tây An. Trong đạo Hòa Hảo thì có Đức Quỳnh Giáo Chủ. Vì sao? Vì đầu tiên có giáo chủ, có tín đồ, có sấm giảng hay là kinh sách, và có những yếu tố khác mới tạo thành gốc đạo được. Còn riêng văn hóa tín ngưỡng á, là cái niềm tin. Cho nên Quân nói ra đây á, là các bạn hiểu là tất cả là duy tâm tạo. Bà Chú Xứ hiện diện không phải trong cái tảng đá, mà bà Chú Xứ, bà Đen, bà Rá trong tâm của các bạn. Các bạn tin là sẽ thấy, tin là sẽ linh, đúng chưa? Thì trong các clip gần đây á, Quang bị chửi rất là nhiều, gọi là âm 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 luôn. Bạn thấy dễ thương làm sao á. Một người sống gọi là nội tâm như Quang, nếu các bạn thấy Quang nói nhiều thì thôi, chứ thật sự những người bạn của Quang biết là Quang là người sống nội tâm, thích ở mình nè, rất là ngại va chạm, cũng không thích drama hay là thị phi nữa. Mà mình làm cái nghề là làm YouTube, làm TikTok, làm Facebook, nó mới ghê á, tức là toàn những chuyện thị phi không. Thì khi mà Quang chia sẻ ra những cái vấn đề nó thuộc về vô vi á, tức là Quang cũng nói rất là nhiều là tất cả do tâm chúng ta. Quang không phải là không tin ông Năm Chèo không có. Ở trong tâm Quang vẫn có ông Năm Chèo, làm rất là nhiều thước phim và Năm Chèo. Nhưng ở một khía cạnh khác, ở một quan điểm khác, Quang tin là ông có hiện hữu bằng cơ thể vật chất. Mà Quang cũng bị chửi luôn, Quang nói rất là nhẹ nhàng, Quang rất là tôn trọng các vị tổ thầy. Thì Quang nhận được rất là nhiều bình luận nói là như vậy mày nói các tổ thầy nói sai. Đâu Quang đâu, Quang nói các tổ thầy đều nói đúng. Rồi các bạn biết không, Quang thấy hay lắm. Có những người trong gốc đạo tu nói là tu 10 năm, tu 40 năm, là những người chửi Quang nhiều nhất. Họ dùng cái biết, họ dùng cái chi kiến của họ, họ dùng cái bản ngã của họ để chửi Quang. Trong khi những người không trong gốc đạo nào cả, thậm chí không trong đạo Phật luôn, thì họ lại có một cái sự bình luận rất là văn minh. Tại vì sao, hay là họ đưa ra những cái quan điểm rất là văn minh, rất là hiện đại, chứ họ không dùng cái biết, cái bản ngã của những người trong gốc đạo để chửi. Cho nên Quang thấy, đó là một bài học cho Quang, đó là một cái cơ pháp đang vận hành. Tất cả đều rất là đẹp nha. Tức là Quang nói đây Quang không có án trách gì hết. Thậm chí clip này bị chửi cũng là đương nhiên. Tại sao? Tại vì mình làm cộng đồng mà. Mọi người, một người là 10 ý, huống chi là cả một cộng đồng bao nhiêu ngàn người. Cho nên mình phải chấp nhận cái điều đó nếu mình đã làm cái nghề này rồi. Và các bạn biết không, nghề nào cũng có những cái khó khăn. Thì đây là những cái khó khăn của những người làm cộng đồng giống như Quang. Thật sự các bạn hỏi khắp nơi đi, các bạn ấy đều có những cái tổn thương. Nhưng mà riêng Quang nói đây là để cho các bạn hiểu là hãy nhìn với một cái sự khách quan, hãy nhìn với một cái thông điệp, hãy nhìn với một cái kiến thức mà người khác chia sẻ ở góc nhìn của họ, chứ không phải họ cổ xí cho cái lời nói của họ. Mà hãy xem với cái lòng bao dung thì mình mới thật sự là người con của đạo, là người con của các tổ thầy, đúng không? Cho nên là nói về núi Cấm nè, năm ông Thẻ nè, ông Năm Chèo nè, các gốc đạo miền Tây nè, các vùng đất thiên của miền Trung nè, hay là Shambhala, Batala, thì nếu mà chúng ta xét ở một khía cạnh nào đó, đều do tâm của chúng ta, đều là do những cái thiên tưởng, đều là do những tầng thiền cao và những tầng rung động cao, thì chúng ta mới thấy được những cái điều đó. Nó không hiện hữu bằng vật chất đâu, Quang tin là như vậy. Chính bản thân Quang là người đi rất là nhiều gọi là vùng đất bí hiểm á, có những khó khăn, có những nguy hiểm, cực khổ, nhưng mà Quang vẫn leo trèo lên núi, dẫn vào những hang để tìm hiểu thử như thế nào. Thậm chí Quang cũng có
có một lần Quang lên kế hoạch với một người anh mà đi không được, tức là Quang nghe nói là nó có một cái tầng hầm nơi đó đi từ núi Cấm qua tới núi Tà Lơn luôn, đi trong lòng đất và đi một tuần và đem theo những đồ ăn á để đi dưới mà không ai biết hết. Thì Quang có từng liên hệ với anh đó, nói là sẽ dắt Quang đi, nhưng cuối cùng cũng đi không được. Có lẽ là Quang không đủ cái cơ duyên, hoặc có thể là tới đây là được rồi Quang ơi, đừng có đi xa nữa, đủ để con hiểu rồi, hãy tu tập đi, hãy tăng cái tần số rung động của mình đi. Thì Quang nghĩ là các tổ thầy, các vị ơn trên của Quang, các long thần hộ pháp, các chư thiên có mặt tại nơi đây thì đều hiểu, và củ quyền thất tổ của mình nữa đều hiểu để dẫn dắt cho mình một cái con đường đúng, con đường chánh pháp. Và tới ngày hôm nay Quang ngồi nơi đây Quang chia sẻ cũng là những gì mà Quang tin là các vị luôn gia trì và hộ độ cho Quang. Quang nói thêm cái này theo cái quan điểm của Quang nữa, cũng là một cái câu chuyện mà Quang đã từng học hỏi ở một vị sư. Thì có một lần Quang đến chùa thì thói quen có những người mà tu tập như người bên Phật á, thì rất là thú vị là mỗi lần đến chùa á, chúng ta đều bỏ khoác ra, bỏ cặp ra rồi chúng ta quỳ, chúng ta lại. Lúc nào vô các chùa cũng quỳ lại hết, từ đầu cho tới cuối. Quỳ giống như một thói quen, là một trách nhiệm nào đó. Cái có một sư nhìn Quang cười, cái Quang nói, dạ sao vậy sư? Cái nói còn lại, con biết còn lại ai không? Rồi con thấy ai trong bức tượng đó không? Cái Quang suy nghĩ, dạ con không thấy. Tức là hồi đó mình hồn nhiên lắm, mình tu giống như mình cảm giác là mình đi đâu á mình cũng phải quỳ lại để người ta nhìn mình, này có tu nè nó mới quỳ nè, hằng này có tu nó lại đúng nè, tức là chấp hình thức hết. Quang đều chấp hình thức hết, không biết ở đây có ai giống như Quang hay không, mà ngày trước cách đây 3-4 năm là Quang chấp hình thức lắm, đi đâu cũng nói năng nhẹ nhàng, đi đâu cũng phải thể hiện mình là một con người tu, tức là gồng mình lên để mình người ta thấy mình là người tu á. Cái bây giờ Quang nghĩ không phải vậy đâu, đó là hoàn toàn là hình thức. Sau này càng tu càng hiểu là ôi cái đó chỉ là bên ngoài thôi, quan trọng là bên trong mình. Quay lại câu chuyện nha, thì Quang nói là dạ con không thấy ai chứ. Đó, ông Phật đâu có trong bức tượng đâu, đâu trong bức tượng đó hay là trong ngài Quan Âm đó đâu. Ông Phật hay là bà Phật hay là ngài Bồ Tát nằm bên trong của con mà. Vậy thì con hãy hiểu là con bước đến một ngôi chùa, con dùng với cái tâm gọi là tôn trọng và lòng biết ơn đối với các ngài, con cảm ứng để con chứng minh, và con có cái tâm đi chùa và con tâm con hướng Phật thì tự nhiên các ngài chứng, con không cần làm những hình thức đó đâu. Thì quay lại câu chuyện của góc đạo thầy, khi mà Quang nhìn lên tấm trần điều thì bản thân Quang cũng là người mở cái tấm trần điều đầu tiên của góc đạo Bủ Sơn Kỳ Hương mà, của Phật Thầy Tây An mà. Thì Quang nhìn vào đó, thì các bạn khi mà nhìn vào á, các tổ thầy miền Tây mình đâu có hình tượng nào là của vị Phật nào đâu, nhưng mà trong tấm trần điều đó, tấm trần đỏ đó, nó thể hiện là Tam Bảo, của quyền thất tổ, các vị ơn trên, các vị tổ thầy có hết trong đó. Các vị tổ thầy rất là khéo léo, khéo léo tính mức mà khi mà chúng ta nhìn vào đó giống như một cái tấm gương để phản chiếu tâm của chúng ta có sạch hay không, để chúng ta hướng lên đó. Cho nên các bạn khi mà nhìn tấm trần điều, các bạn cúng với cái lòng thiện lành bên trong, có cái trái tim thuần thành với cái niềm tin tỉnh tính đối với Tam Bảo, đối với ơn trên, đối với Đức Thầy, nó quá tuyệt vời đi. Chứ nó không phải là mình phải có những hình tượng đó rồi mình cúng lên, mà hãy xem bên trong mình có các ngài hay không. Cho nên Quang thấy tất cả đều bằng do tâm của chúng ta hết. Dù nói về những cái gì Quang nói từ nãy giờ đều là do tâm của mỗi người nó phóng hiện ra. Quay lại cái câu chuyện từ hồi nãy giờ để Quang muốn chia sẻ thêm một lần nữa, để chúng ta hiểu sâu hơn về cái hành trình mà Quang nói về đền đài cung điện, hành trình mà Quang nói thuyết trái đất rỗng, và hành trình mà Quang nói một cái thế giới gọi là cõi tịnh độ của mặt đất này rất là đẹp. Thì cho nên nói về cái cõi giới đó, gọi là cõi tịnh độ của mặt đất, thành phố với lòng đất, thuyết núi Cấm rỗng, trái đất rỗng, hay là Shambhala, Patala hay là Agatha thì cũng vậy thôi. Tất cả những gì mà thế giới này được tạo lập đều qua cái biết của con người, và tất cả những huyền bí đều có hết á, chứ không phải không có. Nhưng mà chúng ta biết á, ở thái độ là chúng ta phải có một cái ánh sáng của cái sự giác ngộ, có cái sự tỉnh thức để nhìn với một con mắt của sự thật, chứ không phải là nghe người ta kể rồi mình nói, mà mình phải có cái sự nghiên cứu. Cho nên ở đây Quang muốn nói lên một cái tiếng nói của một con người miền Tây, rằng Quang á, Quang tin là trong lòng núi Cấm có đền đài cung điện đó, nhưng không phải là thế giới vật chất đâu, nó nằm trong bên trong của tất cả chúng ta. Và khi mà cái việc mà chúng ta tu tập á, không phải là chúng ta hướng tới một cái việc tu tập ép chúng ta tu, chúng ta sợ chúng ta phải vì một mục đích nào đó để chúng ta đi tìm một thế giới đó, không phải. Mà chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu để giải thoát đúng không? Chúng ta tu để đạt tới cảnh giới Niết Bàn đúng không? Vậy thì chúng ta hãy nâng cao cái tần số tu tập của mình đi.
khi mà bạn nâng cao cái tần số của mình, khi mà bạn hướng tới một cái điều lợi lạc của chính bản thân các bạn, khi các bạn đi tìm một nguồn ánh sáng, hay là chúng ta tìm đến được cái sự thật, thì khi đó cái tần số rung động càng cao, giống như cái vị hồi nãy có nói, khi mà tần số chúng ta càng cao thì cái chiều kích của chúng ta càng nâng cao lên, thì tất cả những thế giới sẽ hiện trước mắt các bạn, chứ không cần chúng ta đi tìm nó nữa. Phải là cái người thực chứng, cái người đến với cái thế giới này bằng một cái tâm thuần thành và từ bên trong, thì chắc chắn những cái thế giới, những cái cõi đẹp đẽ đó, xinh đẹp mà các bạn muốn sẽ hiện trước mắt các bạn, thì đó là nằm trong cái cõi vô vi. Cho nên Quang tin thế giới của Mạng Đà La, thế giới của Shambhala, thế giới dưới lòng đất của núi Cấm đều có thật, và tất cả những người cũng đang ngồi xung quanh Quang nói chuyện này có thật, tại vì Quang không thấy mà thôi. Xung quanh Quang nè, còn đều có những cái tần số rung động khác nhau xung quanh đây. Cho nên Quang mong là thước phim này mang lại những cái điều rất là quý giá dành cho tôi và dành cho bạn, dành cho chúng ta, để chúng ta có thêm một cái cơ hội nữa tiếp cận đến được nhiều nền văn minh, những cái nét đan xen văn hóa tín ngưỡng khắp nơi trên thế giới, và đồng thời mang lại một cái ý nghĩa cho cái việc tu tập. Hãy là một người đi tìm một con đường chánh pháp, đừng để vô minh nó giống như một cái sự ác liệt để ăn mòn cái tâm thức vĩ đại của chúng ta. Và một tầng hầm, một hang động, một cánh cổng có dẫn chúng ta đến một cái địa điểm vĩ đại, một cái thiên đàng dưới lòng đất hay không? Liệu phương Đông có đang nắm giữ một cái chìa khóa quyền bí của phương Tây hay không? Thì hãy để lại bình luận cho Quang biết nhé. Thì Quang đang chờ các bạn để bình luận, để chia sẻ thêm những thông tin mà Quang chưa biết.